Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí phối hợp với xã Thượng Yên Công tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động tại thôn Khe số 1. Trong chương trình, đông đảo cán bộ nhân dân thôn Khe số 1 được thông tin về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của thành phố năm 2018, được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua các video clip tuyên truyền. Đặc biệt, cán bộ nhân dân đã được thưởng thức đêm giao lưu văn nghệ với các tiết mục đặc sắc do đội văn nghệ quần chúng thành phố, đại đội 6 thông tin Yên Tử và đội văn nghệ thôn Khe số 1 biểu diễn, trong đó có các ca khúc ca ngợi truyền thống bất khuất anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước, những điệu múa đậm đà bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Giao Thanh Y. Buổi tuyên truyền lưu động góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân tại những địa phương vùng sâu vùng xa trên địa bàn thành phố Uông Bí.